vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của Nơm Hạt. Thì ở clip này Nơm Hạt sẽ làm về vị tướng đó là Mina. Đối với Mina thì là một chất tướng đó lét vế cực kỳ là tốt ở thời điểm hiện tại. Một chất tướng mà anh em cũng không sở hữu, có lẽ là anh em nào cũng sở hữu cả. Một vị tướng mình nghĩ đó là nếu mà mang DSP thì gây độ khó chịu dành cho tem địch cực kỳ là nhiều. Giai đoạn đầu game thì với Mina nè, mình chưa nâng chiêu vội anh em ạ. Nếu mà sáng tem địch đó là ăn bùa thì mình sẽ kéo con bùa ra nhẹ một xíu. Và anh em thấy thì bây giờ đó là thời gian ăn bùa của tem bên địch đó là rất chỉ là lâu rồi. Và anh em thấy thì tem bên địch đó là tập trung 4 đến 5 người để có thể là cánh được con bùa này. Pha này thì mình cũng sẽ lại kéo nhẹ một phát nữa này. Nhưng pha này thì có lẽ là rừng tem địch có cái trừng trì này là vẫn ăn được. Hiện tại thì mình khá là thấp máu, ô tem bên mình quyết định chơi luôn á. Thôi, ô, mấy ông này chơi luôn thôi, chắc lẽ pha này mình sẽ di chuyển đấy này. Đáng thấy tầm nhìn của rá nha, rồi pha này kéo ra một vạt này, tiền ra lên bảng điểm số này. Ok, pha này lại quạt chơi luôn này, không cho đó là rừng tém địch chạy luôn này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, yêu thương nhau một vạt này. Này thì chạy này. Và tiền đó là rừng tém địch lên bảng điểm số. Tém bên mình thì chấm hỏi đó là SP. Thực tế pha đó mình định biến về á, mình thì cũng khá là thấp máu. Mà chưa lên được đó là level 2 nữa. Nên là mình định biến về nhưng mà thầy đó tém địch chơi thì ta chơi luôn. Pha này thì mình đó là sẽ đó là giữ con lính này cho Ryoma tém mình phám. Và một lời cảm ơn nhẹ đến từ vị trí của Ryoma. Ở chung giai đoạn đầu game thì anh em không đến đó là cái đó là lính của đồng đội nhé. Bởi vì ít nhất để đồng đội nó lên level 4 đã thì sẽ tốt hơn. Bây giờ thì sẽ kiểm soát đó là con giới này. Nói chung là đối với đó là chất tướng SP khi anh em lên càng cao á, thì theo thiên hướng đó là kiểm soát và hỗ trợ tất cả các lén chứ không phải là cứ khứ khứ bảo kế xạ thủ nhá. Bởi vì bảo kế xạ thủ mà tem bên địch ép vào rừng thì thực sự rất chỉ là khó luôn. Nên là thường đó là SP ở giai đoạn đầu game thì thường đó là phải di chuyển anh em ạ. Hiện tại thì bây giờ thấy có một phá giao tránh tem bên địch ép vào bùa sánh của tem bên mình, thôi miễn một phá tiền đó là ra tem địch lên bảng điểm số. Pha này thì bên tém địch đó là chạy được rồi, nhưng mà chắc chắn thì vốn cát chưa lên level 4 thì không bao giờ có cửa để chạy được pha đó. Thì ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho là vị tướng Mina này để và cũng như là phân tích cho anh em về lối chơi thôi. Ok, đam lĩnh này thì mình sẽ đó để dành cho đó là xạ thủ tém mình nhé. Xạ thủ ơi đâu lên farm luôn đấy, ồ xạ thủ tém mình lại ăn con chim này à. Ok, nhiều anh em hỏi là tại sao mà cứ phám thế này, bởi vì khi hai người đúng cùng lúc á, mình mà lên đồ phụ trợ thì sẽ không ăn vàng và kinh nghiệm của xạ thủ ở giai đoạn đầu game nhá, nên là anh em cứ phám chúng thoải mái thôi. Còn anh em đừng có phám lẻ khi xạ thủ chưa đến là được. Bây giờ thì thấy tầm nhìn của rá, nhưng mà hình như là rá rượt đến quá bờ tường rồi, không sao cả, pha này thì mình tốc biến và thôi miên luôn. Nhưng mà cuối cùng thì rá tém địch vẫn chạy được anh em ạ. Mình thì tất nhiên là không đủ cái lượng sát thương rồi. Cười ngừa đến từ đó là vị trí của vốn cá tem địch. Pha này mình sẽ kéo lại. Ôi, Viera không chạy về trời. Đang quay lại nữa. Một phát quay xe có lẽ là không đáng có đến từ vị trí của Viera. Không sao cả. Không ăn được thì mình sẽ trả thù nhá. Pha này thì chắc chắn đó là vốn cá thịt chay rồi. Sử dụng bảo phí tiếu cũng như Ryoma tem mình đuổi theo nữa. Bây giờ thì có một phá đó là giáo tránh. Một phá gọi là tiếp cận bằng chiêu cuối của vị trí của bến. Pha này thì thôi chắc có lẽ là mình cũng lên bảng điểm số rồi, bởi vì chưa có chiêu cuối anh em ạ. Chưa có chiêu cuối, chưa thôi miên được. Nhưng không sao cả, dầu sao thì cũng ăn được. Đó là rừng tém địch, mang SP đổi mang đó là rừng thì quá là thơm luôn rồi. Về chiêu thức của vị tướng nào thì mình sẽ phân tích một xíu. Đó là chiêu thứ nhất thì anh em gọi là quấy lưỡi đao anh em ạ. Rồi gây sát thương thôi. Còn chiêu thứ hai thì anh em kéo lại làm chậm tướng địch. Còn chiêu cuối thì anh em thôi miên tướng địch. Nói chung thì bộ chiêu thức anh em chỉ cần hiểu rõ đơn giản là vậy. Còn về nội tài thì anh em thấy thì dưới thanh máu của vị tướng Mina thích có đó là 10 điểm.
thì nếu mà anh em đánh thương hoặc là đối phương đánh thương vào anh em á, mỗi lần thì anh em được 10 điểm. Thì khi đủ 10 điểm thì anh em sẽ là tự động là có thêm đó là chiêu 1 nữa. Và chiêu 1 thì khi anh em quẹt thì sẽ gây đám cực kỳ là lớn, có đó là đám chuẩn, kèm theo đó thì khả năng hồi phục máu cực kỳ là tốt. Vì thế thì đám của Mina không hề yếu, và đặc biệt thì khắc chế những vị tướng xa thủ thuộc dạng sử dụng đòn đánh tánh nhiều, ví dụ như Caffeine này, ví dụ như La Vi này. Nhưng vị tướng đó thì thực sự là đó là Mina cực kỳ là thích luôn. Thì về chiêu thức mình phân tích quá như vậy cho anh em đó là hiểu rõ hơn một xíu thôi. Anh em nào mà biết rồi thì thông cảm cho mình nha. Hiện tại thì mít tém mình lên bảng điểm số rồi, nên là mình sẽ ra đó lương đương dựa để bảo vệ đó là đam lính cùng như đó là tránh trường hợp mất trụ nha. Ok, farm xong đam lính này thì mình cũng sẽ đó là di chuyển về lén xà thủ. Ôi xà thủ ơi ốm xíu, ôi xà thủ tém mình sao đi xa bơ vậy. Ôi thôi toang rồi, thế này thì không, chắc có lẽ mất trụ rồi anh em ạ. Hai giao tế thì bộ chiêu thức thì có thể chạy được, nhưng mà cải trù thì không có chấn để chạy. Và này thì mình chơi luôn này, thôi miên này, quất luôn anh em ơi, quất luôn, ngài ngung cái gì mà không quất luôn. Có đòn đánh nội tài rồi này, khả năng hồi phục tốt này, và chắc chắn phá này thì lên bảng điểm số rồi. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu á, nó tốc biến rồi. Thôi xong rồi anh em ạ. Mình tưởng là kéo được nó, ai sẽ là ra tém bàn đó là tốc biến nhanh quá, cuối cùng thì mình chưa kịp tốc biến. Hiện tại bây giờ thì đang thấy tâm nhìn của tém bên đi khép góc tém bên mình. Vieira cố gắng chạy đi bạn ơi. Ok, và này liệu có đổi mang được hay không? Nhưng mà cuối cùng thì một đổi hai thôi. Nói chung phát đó thì hết chạy luôn anh em ạ. Chạy đường nào cũng dính cá. Ra tém đi khép góc rồi, một lần nữa thì bên tém đi khép góc nữa. Nhưng mà dầu sáo thì rất may phát đó thì lượng đám của Vieira vẫn đủ để có thể đó lãn được đó là rừng tém đi. Và cuối cùng thì Rio Ma tém mình lại và sơi luôn đó ra tém đi. Trận đấu này thì Rio Ma tém mình anh em thấy á, đảo gánh liên tục luôn. Zuka tém mình thì chắc có lẽ là ở thế gồng kim rồi, gọi là bánh mì kẹp thịt rồi, không thể chạy nổi nữa rồi. Pha này kéo một phát này và tiền đó là Volka tém nick lên bảng điểm số. Mina thì không những lượng đám tốt mà đồ chống chịu thì rất chỉ là ổn nhá. Lượng đám của Mina sẽ không hề yếu anh em ạ. Mina chỉ sợ những vị tướng thuộc dạng đám chuẩn, ví dụ như hay rất tế chẳng hạn ấy. Còn lại thì các vị tướng khác thì không ngại cho lắm. Phá này thì sẽ lại bắt đó là xà thủ tém đích này. Chạy đâu bạn ơi, kéo một phát này, thôi miễn một phát này. Và chắc chắn thì phá này đó là xà thủ tém đích lên bảng điểm số rồi. Với bộ combo zone đám của Vieira cũng như mình thôi miễn dành cho Vieira chơi nữa, thì thực sự đó là combo vị tướng xà thủ tém đích thì rất chỉ là dễ. Bởi vì đó là dốc cơ thì có thể đó là né được đám vật lý thôi, còn đám phép thì không thể né được. Bật đó là chiêu cuối đến từ vị trí của Volkart vẫn đáng cười ngựa. Xuống ngựa xong thì làm gì, cho dí vào mình đây bạn này, bắn trụ chơi luôn này. Và này thì tiền đó là Volkart tém địch lên bảng điểm số, vẫn chưa lấy được đó là cái trụ ở đường rông. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, thế lính thì vẫn đáng ủng hộ. Và này mình sẽ núp đấy nha, mình và Vieira núp đấy dành cho xà thủ tém mình lấy phân rí, kéo lại một phát thôi miên một phát. Tiền đó là ra tém địch lên bảng điểm số tiếp. Xà thủ tém địch đình đó là láo vào, nhưng mà bị mình đó là khép góc đấy rồi. Và cuối cùng thì thấy đó là xà thủ tém mình thấp máu, nhưng mà quyết định đó là cũng không láo vào. Nói chung khả năng bắt lẻ và khả năng công bắt tổng của đó là Mina thì cũng đều mạnh cả. Và khả năng khó chịu thì không phải bàn cãi nữa rồi, cực kỳ là khó chịu luôn anh em ạ. Chơi xà thủ gặp đó là Mina thì cũng rất chỉ là ức chế luôn á. Nhiều khi thấp máu mà nó thôi miễn phạt thì thôi xong, ôi rồi ôi luôn á. Rồi pha này núp đấy này, ôi không hiểu ý rồi. Mình tưởng là chó đó là Volkart đi quá, mình kéo lại á, ai dè đó là Rio Ma tém mình bắn ra. Nhưng mà nói chung thì cũng không sao cả anh em ạ, vậy là cũng được rồi. Về phần phù hiệu dành cho Mina thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu mộc giáp để gia tăng cái độ chống chịu dành cho Mina nữa anh em ạ. Bên cạnh đó thì các nhánh khác thì cũng theo thiên hướng tăng máu cũng như là tăng khả năng hồi phục. Bây giờ thì nhận thấy đường giữa có một phá đó là giáo tránh, thì phá này sẽ lại hỗ trợ tím luôn nhé. Hiện tại thì tập trung đấy khá là đông, cười ngừa đến từ đó là Volkart. Phá này thì chắc có lẽ đó là Rio Ma tém mình lại hỗ trợ nữa. Mình sẽ đuổi theo hai người này này, vẫn đang còn chiêu cuối, thôi miễn một phát, tiền một người lên bảng điểm số, bắt luôn đó là xà thủ tém địch. Bây giờ thì đang nhận thấy là Zuka tém mình cấn hai anh em ạ, thực tế không phải cấn hai nhưng mà bị hai người đuổi. Mình sẽ cứu đấy, kéo lại một phát nè. Rồi Vieira tém mình lại combo chỉ còn một xíu máu. Rio Ma khép góc kia,
sử dụng đó là chiêu cuối đến từ vị trí của Pến, đuổi theo đó là Mỹ Tế Minh và Mỹ Tế Minh thì phải lên bảng điểm số. Rio Ma Tế Minh pha đó thì đó là tận dụng và đẩy trụ thôi. Thôi xong rồi, pha này mình phải tốc biến bỏ chạy, liệu có chạy được hay không? Quay trở lại. Không được đây anh em ạ, pha đó máu mình thấp quá. Nhưng mà cuối cùng thì Rio Ma Tế Minh thì pha đó không ăn được kia, ảo thế. Pến tém địch phá đỏ mà chạy được thì ảo thực sự anh em ạ. Ảo túng chảo luôn á. Về phần trang bị dành cho Mina thì mình sẽ lấy như sau. Đầu tiên thì món đồ phụ trợ, tiếp đến thì đó là dây kiên cương, tiếp đến giáp hiệp sĩ, sau đó giáp gai á. Rồi tiếp đến lên cho nó hoàn thiện cái giáp hiệp sĩ đó là cái khiến thất truyền. Rồi tiếp đến sẽ lên cho nó một món đồ kháng phép tiệt lớn hơn chương trói. Và cuối cùng đó là giáp thống khổ phản đám. Bởi vì tém bên kia thì có hai nguồn sát thương phép tốt, nên là mình sẽ đóng cho nó huấn chương trói sớm, còn không thì anh em lên cho mình đó là cái giáp thống khổ trước, đó là cái huấn chương trói nhá. Ok, bây giờ thì chắc có lẽ là cố gắng ép thôi. Hiện tại bây giờ đang thấy tầm nhìn của xạ thủ tém địch này, vốn cát tém địch không băng vào được anh em ạ. Mình cứ ở tuyến đầu thế này thì vốn cát băng vào phát là mệt rồi, pha này thì thôi miên luôn này. Thì đó là điểm mạnh của vị tướng Mina anh em ạ, ra tém địch gọi là không kịp combo luôn á. Bởi vì chỉ cần mình thôi miên và Viera choáng phát là không kịp làm gì luôn. Cười ngừa đến từ Volcat, chưa kịp rồi xuống ngừa thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Ở trung tâm này thì mình là một lá chắn thẹp thôi. Hơn nữa tém bên địch thì thực sự trận đấu này mình cũng không ngán ai cho lắm. Rồi pha này kéo luôn này, tiễn một người lên bảng điểm số tiếp này. Bên tém địch lao ra thì cũng ngắn được, đó là một người của tém bên mình rồi. Nhưng mà vẫn bị mình đó là tiễn lên bảng điểm số double kill. Thực sự thì đám của Mina không hề yếu, nên là nói chung cũng không ngại va chạm dành cho lắm á. Rồi pha này lại chơi luôn này thì ra này. Đấy, thôi miết một phát lại tiền ra lên bảng điểm số. Còn dọc cờ thì một pháo ulti mình chỉ mất đó là một chấm máu thôi. Với cái giáp gai á có khả năng hồi phục nữa thì lại đây cấy máu rồi. Bắn vào đến từ vị trí của Volcat, cười ngừa đến từ vị trí của Volcat, vẫn xuống được ngừa đến từ vị trí của Volcat. Nhưng pha này thì mình tốc biển chơi luôn này. Cần hết, tầm này cần hết anh em à. Rồi pha này mà tém bị lao ra nữa thì mình lại gần có chiêu cuối thì lại có thôi miên. Lao ra đi bạn ơi, lao ra đi rồi, Pến này, Pến vừa lao ra bằng chiêu cuối này, thôi miên luôn này. Bả đào dành cho Mina này. Trận đấu này thì chắc chắn là MVP rồi anh em ơi. Chơi SP mà ăn màng như kiểu sát thủ. Rồi ra tém địch đấm đá các kiểu, với cái giáp gai á hôi hơn nữa là 1000 máu nữa. Và cuối cùng thì chắc chắn thì trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây thôi. 9-35. Về bảng ngọc danh chó đó là vị tướng Mina thì mình sẽ lấy như sau. Ngọc đỏ tốc đánh máu tối đa và giáp, ngọc tím máu hôi máu và tóc chay, còn ngọc xanh giáp giáp phép và giảm hôi chiếu. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc các em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.